Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết Ngày 21 tháng 10 năm 2024, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với Công an xã Trung Hòa huyện Yên Mỹ phát hiện bắt quả tang Ngô Văn Phương, sinh năm 1996, trú tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ huyện Yên Mỹ, đang có hành vi vận chuyển hàng cấm tại khu vực thôn Cầu Thôn, xã Trung Hòa. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện thu giữ 5.040 bao thuốc lá bên ngoài có ghi chữ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, Phương đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số bao thuốc lá trên. Căn cứ các tài liệu hồ sơ có liên quan, ngày 25 tháng 10 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương về tội vận chuyển hàng cấm. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công huyện Yên Mỹ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm đến nay, Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và phối hợp với các ngành, đơn vị chuyên môn của tỉnh, kiểm tra phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 54 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Trong đó đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 21 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính đối với 33 doanh nghiệp do chậm thực hiện đăng ký biến động đất đai với số tiền 276 triệu đồng. Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tình trạng kinh doanh sử dụng khí N2O trên địa bàn diễn ra khá phổ biến, công khai phức tạp, trong đó phần lớn diễn ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke lưu trú và các quán bar. Việc sử dụng khí N2O và bóng cười diễn ra nhiều trong giới trẻ và để lại hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội trước tình trạng trên lực lượng công an tỉnh thanh hóa đã quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật Tính riêng từ tháng 4 năm 2024 đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn, triệt xóa nhiều tụ điểm cung cấp kho chứa khí N2O, thu giữ trên 1.000 bình khí, nhiều kích cỡ và các phương tiện vật dụng phục vụ cho việc san chiết vận chuyển kinh doanh khí N2O như máy nén khí, cân điện tử, giá đỡ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 100 triệu đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân, các cơ quan tổ chức học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức hiểu rõ về tác hại của việc sử dụng khí cười để tự bảo vệ sức khỏe, không tham gia sử dụng, làm dụng khí N2O, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng công an để phát hiện tố giác các cơ sở cá nhân có hành vi sản xuất kinh doanh khí cười trái phép trên địa bàn. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1986, cựu trưởng phòng kho quỹ tập trung, phó giám đốc trung tâm kinh doanh, hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TV Bank về tội tham mô tài sản theo quy định tại Điều 353 khoản 4 điểm A Bộ Luật Hình Sự. Cáo trạng xác định TV Bank thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng tiền giấy tờ có giá trị ấn chỉ quan trọng riêng đối với vàng, ngân hàng này chia ba trạng thái để quản lý, gồm vàng giữ hộ, vàng giao dịch mua bán và vàng cầm cố. Sau khi nhận cầm cố, vàng được niêm phong theo quy định của ngân hàng và bảo quản trong kho tiền. riêng loại này được kiểm kê định kỳ hai lần hàng năm. Năm 2017, Nguyễn Văn Linh là thủ quỹ và nhận thấy tình trạng trên khi vàng cầm cố trong kho được kiểm đếm chỉ hai lần trên năm, có thông báo trước, do đó. Linh đẩy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong kết vàng mua bán, giữ hộ rồi dùng thủ đoạn lấy vàng chỗ khác thế vào phần thiếu hụt qua mặt việc kiểm kê. Thời điểm này, Linh cần tiền chơi chứng khoán và đầu tư tiền điện tử nên đã đẩy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong kho tiền rồi lấy vàng ở kết vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt để qua mặt việc kiểm kê hàng ngày. Ngày 5 tháng 6 năm 2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của ban quản lý kho, Linh lấy 246 lượng vàng SCC trong két chứa vàng mua bán giữ hộ cho vào túi ni lông đen và để vào một thùng tôn. Sáng hôm sau, trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn giấu 246 lượng vàng ra để ở kho đệm, không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào không được giám sát. Cuối giờ sáng, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SCC đi bộ đến một ngân hàng để bán. Bán xong số vàng, Linh thu về hơn 8,8 tỷ đồng và gửi toàn bộ vào tài khoản chứng khoán của mình. Sau đó, Linh dùng thủ đoạn lấy vàng ở kho này chuyển vào chỗ thiếu hụt ở kho kia để qua mặt mỗi khi bị kiểm tra. Đến khi không còn khả năng đền bù được số vàng đã chiếm đoạt, Linh tự giác đến công an thành phố Hà Nội tự thú khai nhận hành vi phạm tội và bị cơ quan công an khởi tố về hành vi tham ô tham nhũng. Cơ quan điều tra xác định Linh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc quản lý của ngân hàng để chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản. Đối với các thành viên ban quản lý kho thời điểm Linh lấy vàng, công an xác định họ không có cấu kết thông đồng với Linh Do ngân hàng không có yêu cầu về dân sự nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý các cá nhân này. Ngày 9 tháng 8 năm 2024, ngân hàng thông báo đã nhận được bảo hiểm thanh toán 468.319.000 đô la Mỹ và hơn 5,3 tỷ đồng. Đến nay ngân hàng không có yêu cầu dân sự với Linh và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hiện công an đã phong tỏa 9.393 cổ phiếu TB của bị can. Tại dự thảo lần đầu, Bộ Công an đề xuất giảm mức xử phạt đối với mức 1, mức thấp nhất đối với người điều khiển xe ô tô và xe máy. Tuy nhiên, trong lần trình chính thức lên chính phủ, cơ quan soạn thảo lại tăng mức xử phạt đối với hành vi này. Cụ thể, đối với ô tô, cơ quan soạn thảo giữ nguyên mức 1 và mức 3, nhưng điều chỉnh tăng mức 2 từ 16 tới 18 triệu đồng lên 18 tới 20 triệu đồng. Đối với xe máy, Bộ Công Thương đề xuất giữ nguyên mức 1, tăng mức 2 từ 4 tới 5 triệu đồng lên 6 tới 8 triệu đồng và mức 3 từ 6 tới 8 triệu đồng lên 8 tới 10 triệu đồng. Đại diện Bộ Công an cho biết, bằng lái bị trừ điểm sẽ thông báo đến chủ phương tiện qua ứng dụng VNEID hoặc bằng văn bản giấy được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm. Tất cả được triển khai tự động trên hệ thống do công an quản lý. Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm bằng lái thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó, sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ theo quy định do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức. Có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. Việc thông báo phục hồi điểm giấy phép lái xe thực hiện bằng phương thức điện tử trên phần mềm ứng dụng do Bộ Công an quản lý, vận hành bằng văn bản giấy theo mẫu quy định của Bộ Công an và được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm. Trường hợp giấy phép lái xe được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì cơ quan người có thẩm quyền thực hiện cập nhật trạng thái phục hồi điểm giấy phép lái xe trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, đại diện Bộ Công an cho hay. Trao đổi với báo Công Thương, một đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam, ước tính có khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia tức là trung bình mỗi ngày cả nước có khoảng 700 người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe với các mức độ khác nhau. Thực tế cho thấy chế tài xử phạt của chúng ta đã khá đầy đủ và nghiêm khắc, nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn là một trong những hành vi vi phạm an toàn giao thông phổ biến nhất hiện nay. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên tổ chức tuần tra đo nồng độ cồn của người tham gia giao thông, nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Việc đề xuất tăng mức xử phạt đối với lái xe sử dụng rượu bia nhằm vừa làm tăng tính răn đe, vừa có tính giáo dục hạn chế người vi phạm. Đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận định